nhỏ thuộc tỉnh Bình Thuận có diện tích 16 km2, nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 120 km. Nhiều người còn gọi đảo Phú Quý với những cái tên như Cù Lao Khoai Sứ, Cù Lao Thu, Cổ Long, Thuận Tịnh. Hòn đảo này may mắn được thiên nhiên ưu đãi, nguồn tài nguyên phong phú và cả những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Ấn tượng đầu tiên của bất kỳ du khách nào khi đặt chân đến Phú Quý chính là khung cảnh bình yên và hết sức thanh tĩnh. Mọi thứ dường như vẫn còn rất hoang sơ, chưa có sự tác động nhiều của du lịch, đúng chất của một hòn đảo biển. Đó là lý do ở đây gần như không có quá nhiều dịch vụ hiện đại, sôi động như ở các bãi tắm hay khu cắm trại khác trên đất Bình Thuận. Sẽ có rất nhiều lý do khiến bạn phải ít nhất một lần đến du lịch đảo Phú Quý. Đầu tiên là nó đẹp, vẻ đẹp hoang sơ của cảnh vật, của những vách núi đa hình hài đầy ấn tượng trên chùa Linh Sơn, của những biển xanh trong vắt, cát trắng kết hợp hài hòa cùng những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân như một bức tranh thủy mặc. Ngoài ra, đây cũng là điểm ngắm bình minh, hoàng hôn tuyệt vời, là điểm sống ảo, rất lý tưởng để bạn thu về một album ảnh xịn sò. Một số thước phi về hòn đảo này.